Sáng nay mình đi ra phố, đường phố vắng tanh như thế này nè cả nhà. Mà hôm nay là cuối tuần. Mùa thu ở đâu đâu cũng có lá vàng hết á. Rớt rơi đầy hết cả nhà ơi. Phố mà sáng thứ bảy mà như thế này à. Bây giờ này thì cũng là 10 giờ rồi. Đó. Những cái tiệm mở cửa nhưng mà không thấy một bóng người nào hết. Vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn. Bây giờ Covid lây lan rất là mạnh ở bên nước Đức hiện thời bây giờ mỗi một ngày. Ngày hôm qua là 60 mấy ngàn 60 mấy ngàn ca nhiễm cả nhà trong một ngày. Cho nên bây giờ không dám đi đâu luôn. Tiệm phố thì mở cửa nhưng không có một bóng người. Sáng thứ bảy mình đi mua bánh mì ăn sáng đó cả nhà. Đó. À, đi ở ngoài phố này không có người ta, thấy cũng buồn lắm cả nhà. Càng lạnh chừng nào thì cái sự lây nhiễm nó càng nhiều chừng nấy. Cho nên nó hả, bây giờ các bạn cũng cẩn thận đi ra ngoài đường, khẩu trang. Rồi mình thí dụ mình đi mua đồ hay là mua sắm cái gì thì mình tay chân mình phải rửa sạch sẽ. Cả nhà nhìn xem cái trung tâm mua sắm là Red Town Center. Nó vắng không thể tưởng tượng được luôn. Đây người ta đang dựng cái cây Noel đó cả nhà. Ở trong cái trung tâm mua sắm này thì bây giờ hả, những cái tiệm nào mà hết hạn hợp đồng rồi thì nó đóng cửa. Tại vì nó có một cái quy hoạch. Nhà nước mà nhà ở thành phố nó có cái quy hoạch là sẽ đập cái Red Town Center này ra để mở một con đường. Đó. Từ lúc phía xa thành qua Manhattan. Red Town là cái chỗ mình đi ký giấy tờ đó cái nào. Tiệm tùng cái nào mà hết hạn là hợp đồng là người ta đóng cửa hết. Để người ta đập người ta làm đường cái nào. Trung tâm mua sắm này hồi trước nó cũng đông đảo lắm. Dân người ta thích vô đây mua đồ. Là tại vì quần áo, đồ đạc, đồng hồ, bánh đái, tất cả các cái cửa hiệu ở đây, kể cả là những cái imbiss ăn uống cũng rất là sầm uất. Mà bây giờ không có ai hết, cái nhà vắng tanh mà. Đó, cái nhà thấy vắng rồi. Còn bây giờ cái tiệm đồng hồ này á, tiệm vàng á, Chris là nổi tiếng đó cái nhà. Và bây giờ là sale hết. Họ bán cho hết để họ đi ra. Toàn là hàng hiệu không cả nhà. Đồ đẹp không à. Hộp xoàn vàng. Có những chiếc lắc tay 400 mấy 500 rất là đẹp. Đây là cái nhẫn này vàng nhưng mà không phải hộp xoàn. Cái này là chỉ có hộp zirconia thôi đó nha. Zirconia mà một chiếc nó tầm 200 ngàn 200 đồng. Nó là y chang như hộp xoàn luôn. Phần trên này là vàng. Đó là hộp đá. Mấy diamond là hộp xoàn tắm đó cả nhà. Diamond là hộp xoàn. Trên này là hộp xoàn hết nha cả nhà. Nhưng mà họ trưng ở ngoài này thì họ không có trưng hộp lớn đâu. Mình muốn mua thì mình phải vô trong và mình đặt. Đây là giảm giá 20% hết cái khu vực này. Tiệm này nó cũng bán cho hết rồi nó đi ra. Rồi họ có đặt một cái cửa hàng ở bên Rai Gallery rồi họ sẽ dời tiệm qua đó cả nhà. Ở đây là hộp bẹt, hộp trai,
200 mấy, vòng chuỗi hộp tai 800 mấy, 900. Này không phải là hộp hộp xoàn Siconia, nhưng mà họ làm rất là sắc sảo, rất là đẹp. Cả nhà ơi, đeo cái này anh nói hộp xoàn không ai biết là giả hết đó. Đẹp quá. Giờ sắp tới Noel rồi, họ bán nhiều hàng đẹp. Đồng hồ cái dây đẹp ghê. Hồ Seco Dugena Festina, kiểu dáng đẹp Scan gần để hiểu mới. Còn đây là Armani, hàng Armani đẹp lắm mà nhỉ. Nói chung là giới trẻ bên đây họ thích cái hiệu Armani này lắm. Còn cái giới mà gọi là younger, là rất là trẻ, là họ thích cái hiệu Pulitzer. Pulitzer thì hàng Fossil. Hàng Fossil là cái hàng nổi tiếng từ xưa tới giờ cả nhà trên nước Đức. Đó. Rất là tốt. Còn cái dưới này là hàng Michael Kors. Cái đồng hồ nó nằm giá 297, là bây giờ nó hạ giá rồi. Hồi trước nó tới 329 đồng khi mua về cho con dâu của mình đó. Đồng hồ mà dây, cái mặt màu hồng hồng mà dây vàng nó có nhà, bây giờ 297. Nó cũng có hạ giá xuống bớt. Ủa mà sao bên đây Michael Kors không có ghi giờ hạ giá, còn toàn bộ bên kia 20% hết. Đây là đồ nữ trang của Michael Kors. Tất cả đều hạ giá. Kim quay sơ qua cái tiệm đồng hồ cho cả nhà xem, hàng rất là đẹp. Đây là cửa hàng 99 sen đó cả nhà, một euro shop trắng tanh. Thì cái video này đến đây thì cũng xin dừng nha cả nhà nha. Đây là cửa hàng cá North Sea, họ bán tất cả các loại đồ biển. Giờ này họ mở cửa rồi đó, nhưng mà họ chưa có mở cửa hẳn, là họ đang còn chuẩn bị ở bên trong đó nha. Thấy mà đau thương không. Còn ở đây là cái chợ River nha cả nhà. Thì mai mốt á, họ cũng dẹp. À, bây giờ tiệm này nó cũng kiếm một cái mặt bằng ở bên kia rồi. Nó sẽ qua bên, họ sẽ qua bên Rai Gallery đó cả nhà. Họ sẽ qua bên Rai Gallery, họ bán ở bển, họ sẽ dời qua. Bây giờ thì chưa cả nhà. Mình đã ra khỏi Rathaus Center rồi, bây giờ ở đây là cái đường đi xuống Hemshop. Hemshop là một cái khu vực nhỏ, chỗ ở phía Hemshop này là toàn là người Thổ Nhĩ Kỳ, họ ở rất là đông cả nhà, với lại là người ngoại quốc họ ở đây rất là đông. Cũng có những cái quán chợ nhỏ ở phía bên ngoài. Ở đây là cái Rathaus Center phía đằng sau. Thì cái video này đến đây Kim cũng xin dừng nha cả nhà nha. Xin chúc cho cả nhà một ngày vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn giữ gìn sức khỏe nha cả nhà. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video sau nhé. Bye bye.